Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, đại chúng, quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch. Chúng ta vào thứ ba, sáng thứ ba, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe. Hôm rồi thì chúng ta đang học cái bài kinh gọi là Thành Đạt Vị Mâu Ni. Chúng ta đã qua ba kỳ và đã qua 10 cái bài kệ. Thì bài kinh này nó là gồm có 14 bài kệ, hay nó khác hơn là 14 đoạn. Bây giờ tôi xin đọc lại 10 cái quốc ngữ chánh văn, 10 cái bài kệ nó đã qua. Chúng con phải nhận diện thế nào và phải nói thế nào cho đúng về cái bậc toàn thiện có chánh kiến, có đầy đủ giới pháp, bậc được sanh ra như một vị anh hùng trên thế gian. Bậc đó đã vượt thoát mọi ràng buộc khổ nạn. Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con. Trước hết, đó là người đã buông bỏ tất cả những cái hận thù trong quá khứ. Một người không còn mơ tưởng, không còn vướng mắc gì vào cái tương lai, và cả chính trong hiện tại người đó cũng không vướng vào cái hư danh và sự tôn kính của người đời. Người đó là bậc Mâu Ni, là bậc toàn thiện, không tham đắm vào tương lai, không ưu sầu về quá khứ. Người ấy trên bước đường mình đã đi, buông bỏ mọi tham cầu, mọi tà kiến, không giữ lại một tư kiến nào. Đã buông bỏ mọi sợ hãi, đã trở nên vững chãi, nuôi dưỡng được chánh tín, diệt trừ được nghi nan, không tật đố, lòng hoan hỷ với những gì đang có, yêu cái nếp sống thảnh thơi, buông bỏ tất cả mọi lo lắng, sợ hãi, trở nên vô quý, bất bạo động. Có khả năng tiết chế, không tham vọng, có nhiều tuệ giác, không ganh ghét ai, không nói xấu ai, không trau chuốt bên ngoài, không nói lưỡi đôi chiều. Người ấy buông bỏ mọi hí luận và nghi ngờ. Tâm ý đã được giải thoát, không đắm trước, lìa tư kiến, không thiêu dệt hư vọng, bước đi an tường. Người ấy có khả năng giải tỏa được mọi tranh chấp, không bị dục kéo đi và đoạn trừ mọi dục tưởng. Không mưu toan để đạt tới một cái gì mình muốn, cũng không lo lắng khi mình không có cái kia. Người ấy không oán giận, không bị vị ngọt của ái dục sai sử. Không tự cao, thấy được cái tánh bình đẳng và vô ngã, không có mặc cảm thua người hay bằng người. Biết quán chiếu, biết đình chỉ tâm lý, biết cái gì là thiện, cái gì là ác, và buông bỏ được mọi vọng cầu về tương lai. Không kẹt vào cái đang xảy ra, không bị cột chân lại bất cứ nơi đâu. Người ấy biết quán chiếu, nhìn thẳng vào tương lai và không còn bị vướng mắc gì nữa. Dù trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc cũng thế, người ấy luôn sử dụng cái thông tuệ của mình, do đó không có cái gì mà không vượt thoát được. Ái đã diệt, tâm đã tỉnh, người ấy đã vượt qua những cơn lũ lụt sầu khổ, đạt đến bến bờ vô ưu. Không còn theo đuổi tìm cầu lạc thú gì nữa trong ba cõi, đã cởi trói, đã buông bỏ tất cả, người ấy không còn gì để gọi là sở đắc.
À, đó là 10 cái bài kệ mà chúng ta đã chia sẻ trong 3 kỳ học vừa qua. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói với nhau, chia sẻ cho nhau nghe về 4 cái bài kệ còn lại. Bất nguyện sinh, kiến hữu tử, liệt địa hành, nguyện bảo tăng, lai bất sinh khứ bất đảo, dục hà sách tùng sở đắc. Bất nguyện sinh kiến hữu tử là chúng ta không có cái ý mà mong mỏi ngay ra đời này. Đời này mình cũng không có những cái tư kiến mong mỏi theo cái kiểu mà của trần đời người ta mong mỏi. Cuộc đời người ta mong mỏi rằng là có con trai, có ruộng đất, có trâu bò, có của cải châu báu nhiều. Rồi liệt hà địa hành nguyện bảo tăng là không có mà có cái ý niệm để mà nhu yếu bỏ một cái nơi này hay một nơi khác, cho nên liệt địa hành nguyện bảo tăng. À, cái bài này ý Đức Phật dạy cho chúng ta là đừng có mong cầu theo cái kiểu xưa nay của trần thế, của trần đời. Của trần đời người ta xưa nay ta mong cầu là có con trai nhiều, có ruộng đất nhiều, có trâu bò nhiều, có tài sản nhiều, châu báu nhiều. Rồi người ta lại có cái ý mong cầu là bỏ nơi này để đi tìm nơi khác, vân vân. Thì Đức Phật lại lại nhắc chúng ta cái điều đó. Cho nên tôi xin dịch nghĩa theo nguyên văn của Thiền sư Làng Mai là: bất nguyện sinh kiến hữu tử, liệt địa hành nguyện bảo tăng, lai bất sinh khứ bất đáo, dục hà sách tùng hà đắc. Có nghĩa là không cần con trai, không cần ruộng đất, không cần trâu bò, không cần của cải châu báu càng ngày càng nhiều. Người ấy không có cái nhu yếu bỏ một nơi này hay tìm một nơi khác, và không còn gì hoặc để nắm bắt hoặc để đuổi xua. Bởi vì ngày xưa thì cái dấu hiệu của hạnh phúc của cái người của người đời ta quan niệm là hạnh phúc của họ là khi họ có nhiều con trai để tiếp nối và đảm đương cái việc gia đình, việc thế sự, trị quốc an bang. Vì cái quan niệm đó mà người ta nghĩ rằng là nhất nam viết hữu, thập tử viết vô, viết vô. Một người con trai mà nếu có được một người con trai nó còn hơn là 10 người con gái. Những cái quan niệm tập tục lỗi thời xa xưa phong kiến, vì với cái tâm người ta nó bị đè nặng về những cái tư tưởng gọi là chủ quan. Cho nên người ta cứ quan niệm là thà có 10 một đứa con 10 đứa con gái mà nó không quan trọng bằng một đứa con trai. Vì cho nên hãy cái gia đình nào mà sanh ra con trai nhiều thì người ta nghĩ là đó là một gia đình hạnh phúc. Rồi cho nên cái hình ảnh của người con trai á là nó cho là dồi dào. Ngay cả Việt Nam mình cũng một thời gian dài có cái tư tưởng đó, quan niệm đó. Quan niệm là cái gì cái chứ phải người con trai là cái người kế thế, kế thừa dòng tộc. Rồi nếu mà người con trai có mặt trong cuộc đời thì gọi là một cái gia sản lớn. Bởi vì người con trai tiếp tục sự nghiệp, còn người con gái thì quan niệm là lớn lên phải đi lấy chồng, kế thừa
cho dòng họ của nhà chồng. Vì vậy mà ước muốn của ông bà tổ tiên ngày xưa là gặp nhau thường hay hỏi chứ được bao nhiêu cái con trai, vì người ta quan niệm như vậy. Cái mong muốn thứ hai của người xưa đó là phải có ruộng đất nhiều, làm chủ một cái điền chủ lớn, dấu hiệu của quyền lực thời bấy giờ là đất đai. Cho nên ngay cả cái thời trước của chúng ta đó, thời Pháp thuộc, thì coi như là cái thời đó là ai mà đất đai nhiều thì người ta gọi là chủ điền. Quan niệm đó là cái người đó là người giàu có, người gia sản, người có cái quyền lực. Rồi ở Mỹ có một cái thời gian dài trước cái thế kỷ 20 á, thì người ta nghĩ ai, nghĩ cái người nào mà có trâu bò nhiều á, thì người đó giàu có. Vì vậy mà có các chàng tới bây giờ cái danh từ đó họ vẫn giữ. Thí dụ như tôi đi đi chợ hay là đi tới một cái nơi cộng đồng sinh hoạt, thì có những cái chàng trai nó có sức mạnh, nó có trang sức, nó có thế này kia, thì người ta gọi là cowboys. Thì tôi mới hỏi chứ ủa chữ cowboy thì mình nghe hồi xưa ở Việt Nam thì mình nghe nói cowboy, thì tưởng đâu cái đây là một cái tên ăn chơi mà trác táng rồi coi như là xăm mình đồ này kia thì người ta gọi là cowboy. Nhưng mà thật sự đó nó sự cowboys có nghĩa là cái người giữ bò, cái người cưỡi ngựa, cái người bắn súng. Cho nên vậy mà ngay cả trước cái thế kỷ trước hoặc là ngay cái thế kỷ 20 thì người ta nghĩ rằng là cái người ở Mỹ, những cái gia đình mà ở Mỹ mà giàu có thì gia đình đó phải là bò, trâu bò nhiều, cho nên gọi là cowboys. Mà nhiều cái số lượng mà không phải một 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 chục hai chục con, mà người ta quan niệm là người giàu có là người đếm được hàng ngàn cái đầu bò. Cho nên trâu bò nhiều chừng nào thì càng hùng mạnh và càng giàu có, cho nên gọi là cowboys. Người xưa thì người ta phải nhìn vào số lượng trâu bò, đất đai và nhìn vào số lượng con trai để thấy cái uy thế của một cái gia đình. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy nó khác đi rồi. Quyền lực của cái thời bây giờ thì nằm ở chỗ có nhiều cái cổ phần, có nhiều tài khoản trong ngân hàng. Cho nên đọc kinh thì ta mới thấy rằng cái hoàn cảnh của ngày xưa và ngày nay ta thấy là rất là rõ ràng. Thành ra những cái bài kinh này tại sao tôi phải đem ra để mà lý giải, để chia sẻ đại chúng là vậy. Rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta tạm đi những cái chữ mà gọi là chú thích đó, chữ chữ sinh. Chữ sinh là trong cái đời này. Bất nguyện sinh là mình đừng có nguyện ngay nó cái đời này. Chữ sinh. Kiến hữu tử có nghĩa là có nhiều con trai. Thường thường người ta sinh nhiều con trai, nguyện nguyện cho có. Cho nên tôi nhớ cái bài mà trong nhà nhà chùa Phục Nguyện á. Nguyện cho gì hiện tiền tí sư tín chủ tấn tam đa đàn na tăng hữu phước. Nguyện cho hiện tiền tín chủ tấn tam đa, mà tôi nhớ cái thật sự ra tam đa đó thì cái danh từ này đúng ra là của nhà Nho. Nhà Nho ta xưa ta quan niệm là tam đa có nghĩa là đa tử, đa tôn, đa phú quý, là nhiều con, nhiều cháu, nhiều giàu có, sang trọng, phú quý. Thì thành ra hồi xưa mình bởi vì nó cần con đông cháu đông
để mà cái thời xa xưa cần để mà trị quốc, kinh bang tế thế, để lập quốc cho nó đông người, để mà gọi là tranh hùng chiến quốc ấy mà. Thì mình nguyện cái bài đó là đa, đa tử, đa tôn, đa phú quý thì nó có ý nghĩa. Nhưng mà ngày nay cái xã hội con người quá đông đi, cái sự con người sinh trưởng đông quá, nhiều người quá, thì bây giờ nếu mà mình mà đa tử đa tôn là mệt đó nha. Ngay tới ở Mỹ này mà gia đình nào mà 4-5 đứa con là coi như là trâu kéo cày, ngựa kéo xe để mà làm ra đồng tiền để cấp dưỡng, để nuôi dưỡng, nuôi dạy con cái, mệt nghỉ á. Cho nên ở Mỹ này gia đình nào 1 con 2 con là đã mệt rồi, đừng nói chi là 4-5 đứa con. Thì tôi nói vậy thì các vị mà ở Mỹ thì nghe hiểu rõ lắm, vì các vị đang nằm trong cái hoàn cảnh đó thì hiểu rất rõ. Nhưng mà nhiều khi mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái quốc độ cuộc sống, nhiều khi mình nói cái người mà không từng sống ở quốc độ đó thì người ta không hiểu đâu. Cứ nghĩ rằng là ở Mỹ là sung sướng lắm, đành rằng nó có những cái sung sướng. Sung sướng là nó có quyền tự do, quyền ngôn luận, quyền bình đẳng giữa con người với con người. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ cái mặt nào đó thôi. Chứ nếu mà có nhiều người á, người ta vẫn có những cái chướng nghiệp của người ta, người ta vẫn có những có cái nhân quả người ta phải trả, đâu phải ở Mỹ là ai cũng sung sướng hết đâu. Đó, thì tôi nói cho các vị biết như vậy, để rồi nó cũng dính líu tới cái bài này rất hay. Cho nên ngày xưa tôi không có đọc những cái trang kinh này, rồi nhiều khi mình giảng mình phóng đại. Nhưng mà khi đọc những trang kinh này rồi thì nó mới thấm thía rất là nhiều, thưa chư huynh đệ. Thì tôi trở lại cái vấn đề là mình có nhiều khi mình lệ thuộc ở trong cái Hán ngữ, rồi trong cái tư tưởng của Khổng, của Lão. Vì vậy nó kết hợp gọi là tam giáo đồng nguyên. Rồi mình bị những cái danh từ đó nó chi phối mình. Mà có khi mình đọc mình cũng không biết mình đọc cái gì. Thí dụ như nguyện cho hiện tiền thí chủ tấn tam đa đó, là đa tử, đa tôn, đa phú quý đó. Đó, thì cái câu đó mà nếu mà mình mà không khéo thì lại ấy. Rồi cái các vị nghe cũng biết rằng là mình đọc cái câu đó là xưa nay chữ nghĩa vậy, rồi mình đổi lại là nói đa phước, đa lộc, đa thọ, rồi có người thì dịch là tam đa, đó là đa đức, đa trí, đa gì đó. Nhưng mà thật sự ra cái câu mà hiện tiền thí chủ tấn tam đa đó là ba cái chữ đa đó. Đa là nhiều, tăng trưởng, ba cái cần nhiều, đó là đa tử, đa tôn, đa phú quý. Thành ra chư huynh đệ, chúng ta người đệ tử Phật á, thì chúng ta thật sự ra thì cũng có cái khả năng để mà bào chữa đó. Nhưng mà chúng ta không nên là nói theo cái gọi là chủ quan. Tôi nhắc trở lại là đối với đạo Phật mà lấy tinh thần chủ quan mà nói là hoàn toàn sai lầm hết, mà phải lấy tinh thần khách quan. Nên từ đó tôi xin nhắc đi nhắc lại, bởi vì với đạo Phật là nó tu là phải tự lực, mà diễn nói là phải kêu bằng là khách quan. Còn mà nếu mình lấy cái tinh thần chủ quan mà tu với tinh thần tha lực á, thì coi như là mình sẽ đi lòng vòng và mình không có lối ra. Mình ỷ lại và mình chấp trước. Như vậy mà cái chuyện mà đối với người đệ tử Phật, dầu xuất gia hay tại gia, thì tôi xin nhắc nhở cho chư huynh đệ chỗ đó. Nếu nói về tu là phải tự lực, mà nếu nói về nói phơi bài là phải tinh thần khách quan. Chứ đừng có lý luận là tam đa, đa đa phước, đa lộc, đa thọ. Nếu mà bây giờ mà nếu mình nói rằng là tam đa là
đa tử, đa tôn, đa phú quý, thì bây giờ nói đa phước, đa lộc, đa thọ thì cũng vậy thôi. Vậy mà cái hiện tiền thí chủ tấn tam đa đàn na tăng hữu phước đó, thì mình nên xét lại cái câu đối đó để cho nó tạm thời nó có những cái phù hợp. Còn nếu mà mình vì cái hoàn cảnh gì đó để mình nguyện, mình làm cho nó nghe cái tin từ, cái chữ nghĩa nó hay thì tùy. Cho nên tôi nói cái bài phục nguyện mà rơm nhiều chừng nào thì thí chủ nó mê chừng đó. Nguyện cho Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Loan Nghiêm Tịnh Hải Chúng An Hòa, cứ rên vậy đó. Hiện tiền thí chủ tấn tam đa đàn na tăng hữu phước, trời đất ơi, nguyện vậy đó. Rồi kim gì Phật tử Nguyễn Thị Sòi Pháp Danh Diệu Mít Phan Văn Thẹo Pháp Danh Thiện Tèo Trần Thị Ích Pháp Danh Diệu Kỷ, vân vân vân. Rồi cái rồi nguyện cho Xuân Đa Các Khánh Hạ Bảo Bình An Thu Tống Tam Tai Đông Nghinh Bá Phước nguyện cho hiện tiền Phật tử chùa gì đó phước trí nhị nghiêm một hậu đắc di đà thọ ký đà, là nguyện dài 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 dài, nguyện dài chừng nào là bá tánh nó quỳ ở dưới là nó mê chết bỏ chừng đó. Thành ra nhiều khi mình nguyện mà chính mình cũng không biết nguyện để làm gì, rồi cái người nghe nó cũng chẳng biết gì, miễn có tên có tuổi họ có nguyện dài đó, họ nói ông thầy này dối. Nó khổ, nó ngặt nỗi vậy đó. Cho nên là tôi nói cho chư huynh đệ biết là nhiều khi các vị cũng đừng có trách là tại sao tôi giảng là tôi phơi bài, là tôi đã phá, tôi chỉ trách hết chuyện này tới chuyện nọ. Bởi vì cái sai lầm của chúng ta, cái thiếu kém của chúng ta là vì chúng ta làm mà không biết mình làm cái gì, đọc mà không biết mình đọc cái gì, tụng mà không biết mình tụng cái gì. Đó là cái đó là một sự sai lầm lớn mà đối với cái nền giáo lý đạo Phật thì như vậy là mình không có đúng đâu. Tại vì tụng kinh giả là minh Phật chi lý mà. Tụng kinh để hiểu cái lý trong sáng, cái lời chân thật của Đức Phật dạy. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Vậy cho nên tôi nói các vị biết là thật ra nói thì bây giờ mà nói với chùa chiền thì tôi mệt mỏi lắm rồi. Cho nên vì vậy mà chùa chiền tôi mong rằng những ai mà coi như là cái khả năng của họ để thích thú, thích về cái việc mà lợi dưỡng, về việc mà để xây dựng, về việc mà để hình tướng thì thích. Chứ còn đối với tôi là chùa chiền đối với tôi ngày nay thì tôi nói thật các vị, nhưng mà tại vì cái quốc độ nó không có cho phép, cái thời cuộc nó không có cho phép mình là phải như ngày xưa mà ba y nhất bác là lang thang hết núi non hiểm trở cho tới chỗ này chỗ kia để mà mình tu hành, không có. Bởi vì cái thời cuộc nó khác, vậy mà nó phải có cái chỗ để chui ra chui vào. Chứ còn cái thời buộc mình không có được như cái thời của Đức Phật. Một là cái xã hội nó tiến hóa, nó không cho phép chúng ta như vậy. Hai là cái luật pháp quy định một quốc gia, một quốc độ nào đó thì mình không có được cái kiểu mà mình gọi là homeless để tha phương rày đây mai đó kiểu như thời của chánh thống Đức Phật. Cho nên các vị nhớ là mình cũng không nên đem cái chuyện của Phật ra để so sánh được, bởi vì mỗi một cái hoàn cảnh, mỗi một thời cuộc nó khác. Thì tôi trở lại cái vấn đề là kiến hữu tử là mình đừng có mong cái đời này mình được nhiều đứa con trai.
Liệt địa hành là có nhiều ruộng đất cò bay thẳng cánh. Xưa nay mình quan niệm là đất điền nhiều, cò bay thẳng cánh. Mà có nhiều người đã quan niệm là cò bay gãy cánh. Đất nhiều, đất rộng tới mức độ mà cò bay gãy cánh hay là cò bay thẳng cánh. Rồi nguyện bảo tăng là bảo là của cải, là vật báo, là trân bảo đó. Mình đừng có nguyện, mình đừng có mong muốn rằng của cải của mình ngày một nhiều, nhiều thêm. Rồi lai bất sinh khứ bất đáo là không có ước mong đi sang một cái cõi hoặc là rời bỏ một cái cõi đất nào. Mình đừng có. Cho nên là tại sao mà tôi đã phá cái việc mà tu hành cái tịnh độ mê tín và là vậy? Vì đó là cái quan niệm sai lầm. Quan niệm gọi là ấu trĩ, ngây thơ, nhẹ dạ, cả tin. Nhưng mà trời ơi, tôi nói ra là nó quýnh tôi dài dài. Nó quýnh tôi dài dài, nó chửi tôi dài dài. Bởi vì cái gì mà nói thô thì nó thật, nói thẳng thì nó thật. Còn mà nói cong cong quẹo quẹo thì người ta thích lắm. Chứ còn đại đa số, tuyệt đại đa số mà nếu ngày nay mà 100 tín đồ xuất gia cũng như tại gia của Phật môn mà tìm ra được hơn phân nửa mà hiểu được cái tịnh độ là lòng trong sạch đó, hiếm lắm. Họ cứ nghĩ rằng cái tịnh độ là có một cái vùng đất nào đó, có một cõi nào đó để riêng cho Đức A Di Đà Phật ngự trị, làm chủ, làm vua. Nó giống như người đời làm vua đó, để cai trị, để có quyền quản lý dân số, quản lý dân sự, vân vân. Họ cứ không quan niệm vậy thôi. Thì tôi hỏi các vị là nếu quan niệm như vậy thì trời ơi, thôi mình theo đạo Phật làm gì? Mình theo đạo Chúa đi. Bởi vì đạo Chúa người ta có cái vùng trời, người ta nó sung sướng tuyệt đỉnh rồi. Quan niệm của đạo Thiên Chúa thì coi như là nếu ai mà tin tưởng Đức Chúa thì coi như được Đức Chúa rước về cõi Chúa. Trời ơi, nó an bình biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Thì còn mình đạo Phật mà mình vậy thôi thì mình theo đạo Chúa cho nó sướng, chứ mình theo đạo Phật làm gì? Trong khi Đức Chúa có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Con xuống đây để thương chúng sanh, do Đức Chúa Cha phạt xuống rồi vậy gì, để vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cứu thế cho người thiện tâm. Thì quan niệm này hay quá rồi, thì mình theo đạo Chúa cho rồi cho sung sướng, chứ theo đạo Phật chi mà rồi bây giờ tưởng tượng có ông Phật A Di Đà mà không biết ông này là ai. Tôi thì lập luận nó rõ ràng như vậy đó, mà các vị nào có buồn thì cũng chịu thôi, chứ còn tôi trước sau gì tôi vẫn giữ lập trường của tôi. Bởi vì Đức Phật A Di Đà thật chất thì tôi không nói là không có, có, vì tất cả chúng ta đều có tự tánh A Di Đà, tất cả chúng ta đều có tự tánh an lành, tự tánh sáng suốt, tự tánh thanh tịnh, có cái sức sống của cái Phật tánh thì gọi là A Di Đà Phật. Còn mà nếu mà nói về có một con Di Đà để mà có cai quản một cái vùng đất nào đó, chờ tới cái giờ mà ta nhắm mắt tắt hơi rồi phóng quang tiếp dẫn đó, là tôi khẳng định muôn đời tôi vẫn giữ lập trường đó là mê tín dị đoan, là quyến hoặc, là quan đường. Đó là những cái tư tưởng vũ khí, những cái tư tưởng mà làm cho đảo lộn, đảo điên. Rõ ràng cái câu Đức Phật nói lai bất sinh khứ bất đáo là đừng có mong ước tương lai sanh sang một cõi nào khác, hoặc là rời bỏ một cái cõi nào hết. Cho nên Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Đức Phật mà hiểu là Di Đà thì Phật đó phải là pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Cái nước mà nó có cái tên là cực lạc thì cái nước đó phải tịch, phải quang, phải chân. Như vậy mà nếu chúng ta muốn vượt qua, muốn cho nó thành tựu
Vô Thượng Bồ Đề rút ngắn cái giai đoạn lại đó thì phải ở ta bà này, mình mượn cái phương tiện đó là phải có đại trí đại hạnh. Còn cái người nào có phước hơn, có căn lành, có phước đức, có nhân duyên lớn thì phải có đại bi và đại lực. Cho nên hãy thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một bên phải văn thù, một bên phổ hiền. Còn hãy thờ Đức A Di Đà Phật thì một bên Quan Âm, một bên Thế Chí. Nhưng bây giờ đó mình vì cái phương tiện rồi mình lộn xộn, thành ra bây giờ các chùa Tịnh Độ thì thờ Đức Bổn giữa cũng Đức Bổn Sư mà một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng. Tất cả cái đó đều nó là một sự biểu trưng của cái nguồn tâm hết. Mà cho nên là các vị thấy rằng ngay cái điều đó mà chúng ta cũng không nắm bắt được, không lý giải được, thì chúng ta làm ông thầy tu, làm trụ trì, làm có chức tranh giành địa vị chức sắc làm gì? Cho nên người ta nó đau đớn là ngay cả thầy tu mà không biết mình tu để làm gì, ngay cả cạo đầu mặc áo mà không có học đạo, thậm chí có học đạo mà cũng không có hiểu được cái chữ hành đạo là sao. Mà tôi nói thì người ta ghét, người ta nói là tôi giảng pháp không giảng mà tối ngày cứ đi chỉ trích, không có phải chỉ trích đâu. Nhưng mà vì có cái ý dụng ý, tôi là muốn kêu gọi quý anh em huynh đệ của mình, kêu gọi là hãy làm cho cái gọi là truyền đăng tục diệm, là mồi cái ngọn đèn tiếp dẫn hậu lai báo Phật ẩn đức. Dục hà sách tùng hà đắc là không có cái gì để hỏi và không có cái gì để nắm bắt. Dục là mong muốn, đừng có mong muốn đòi hỏi cái gì hết, đừng có đòi hỏi cái gì hết. Dục hà sách, đừng có đòi hỏi gì hết. Mà tùng hà đắc cũng đừng có cái gì mà để mình được hết trơn. Đó là cái bài kệ thứ 11 rất là tuyệt vời, quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta ráng còn 3 bài kệ nữa. Tất vô năng thuyết đáo xứ, chúng học sa môn du tâm. Tất lệnh cầu sở tại xứ, như xúc mạo tri như khứ. Có nghĩa là tất vô năng thuyết đáo xứ là tất cả những gì người ta nói sai lầm về mình. Tất vô năng, những cái mà người ta có thể vô năng là có thể thuyết là nói sai lầm về mình, đáo xứ. Cho nên cái chỗ này mà nó vượt qua nó khó lắm nha. Nó vượt qua, nói như vậy không có nghĩa là bào chữa cho tôi đâu, nhưng mà ý tôi nói là nó vượt qua. Tôi lấy bản thân tôi mà để chia sẻ cho quý huynh đệ. Bây giờ nó khó vượt qua cái chỗ này lắm, bởi vì mình có những cái mặc cảm, mình có những cái tự ti, mình có những cái tự ái, mình có những cái tự ngã, rồi từ đó mà nó trở thành ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái đó. Nó khó lắm. Vì vậy mà tại sao với tư tưởng của Nam truyền Phật giáo á, là người tu mà đạt cái chỗ thành tựu A-la-hớn á, là nó khó khăn. Là bị đạt tới A-la-hớn là đạt tới cái chỗ vô sanh. Bây giờ mình nó nhiều cái còn sanh trưởng trong cái tư tưởng của mình lắm. Thí dụ như bây giờ tôi nói như vậy nè, nhưng mà nếu có một người nào đó comment vô mà đi ngược lại ý tôi là tôi đã khó chịu. Đây là tôi nói thật các vị à, chứ tôi không có nói tốt về mình đâu. Bao nhiêu đó thôi, thí dụ tôi đang nói như vậy mà nếu có người nào đó comment vô, góp ý vô, nói thầy nói sai rồi, thầy là tà sư, là tự nhiên con người tôi nó lửa, nó phừng phừng, nó nổi dậy. Bởi vì mình bị những cái gọi là những cái mà người ta nói sai lầm về mình mà mình chịu không được. Từ cái tự ngã đó, tự ngã, tự ái đó, tự kêu, tự thị đó, mà nó trở thành ngã mạn, ngã si, ngã kiến, ngã ái. Cái gì của mình nói, cái gì mình đang làm thì mình mong mọi người phải đi thuận với mình chứ đi nghịch với mình không chịu. Thành ra nếu nói về các huynh đệ mà ai hiểu tôi á,
không chẳng những hiểu tôi mà hiểu được một số hành giả mà đi làm đạo ở các nước hải ngoại này á. Các vị nếu hiểu được, các vị có sự cảm thông lớn, nó khó lắm chứ không phải nó dễ hành đạo đâu. Bởi vì các cái đất nước này, cái người hành đạo á, một là cái bản xứ của người ta là cái vùng đất của thánh giá, cái thứ hai là nó tự do ngôn luận, tự do chỉ trích, tự do nó nhiều cái. Thành ra cho nên nó các vị biết rằng hãy nếu mà mở miệng ra mà nói cái gì đó mà nó nghịch lý, nghịch cái ý của tư kiến xưa nay á, nghịch cái ý của một số nào đó thì người ta quýnh không có từ đâu. Cho nên tôi nói thiệt với huynh đệ là nếu tôi không có cái bản hoài, không có cái quyết tâm của tôi là nó quýnh tôi gục ngã, chứ nó không thể nào tôi sống được tới ngày hôm nay. Bởi vì một ông thầy chùa, một ông thầy tu, một ông tu sĩ bình thường mà nếu qua đất hải ngoại này thì đừng nói gì hết trơn á, cứ âm thầm lặng lẽ rồi cũng cứ 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 ai ăn mình ăn, ai ỉa mình ỉa ai. Có nghĩa là ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, là coi như là hùa theo vậy, là sống khỏe lắm. Còn mà nói gì mà nó nói chân lý một cái là không sống nổi đâu. Mà cái điều đó không phải là cái người người sắc khác sắc tộc, khác cái tôn giáo đánh phá đâu, mà chính cộng đồng người Việt của mình, chính người Việt với người Việt của mình. Đó cho nên tôi nói là rất là khó khăn làm đạo nơi vùng đất hải ngoại này. Nếu mà mình không có lập trường, không có sự kiên định, rồi mình sống vùng đất này mà mình chơi với người này mà mình không chơi với người kia, thân với người nọ, không thân với người kia là cũng không sống nổi đâu, nếu không có lập trường. Vậy mà tôi nói về một mặt nào đó là tôi vẫn có sự đau khổ, vẫn có sự khó khăn, vẫn có sự tủi thân trách phận, nhưng mà nói về mặt nào đó là tôi vẫn cảm ơn trần đời, cảm ơn lòng người. Chứ còn nếu mà không có cái điều đó thì tôi không có cái nghị lực kiên cường. Nhưng mà điều tôi cũng nói thẳng với các vị là nghị lực của tôi nó cũng cũng có giới hạn. Thành ra tôi cũng xin là tôi có giới hạn, cho nên các vị cũng đừng có thử tôi nhiều quá cũng tội cho tôi. Bởi vì con người cái chịu đựng nó có giới hạn. Cho nên tất vô năng thiết đáo xứ, là tất cả những gì người ta nói sai lầm về mình thì mình cũng phải cố gắng. Đừng có gì dầu bị người ta công kích, phỉ báng, xúc phạm và lên án một cách không có căn cứ thì chúng ta cũng phải bình tâm. Bình tâm. Mà xưa nay cổ nhân đã nói là ở trong cảnh mới biết người trong cảnh. Kim Anh con ơi, dĩ vãng đau thương, mà ngỡ im xuôi trôi theo dòng nước chảy. Nào ngờ chuyện ấy vẫn như lớp than hồng rạc rào sôi sục như tàn tro. Có những cái dĩ vãng đau thương của một con người trong cuộc đời mà mình ngỡ nó êm xuôi, nó trôi theo dòng nước chảy, chứ chứ đâu ngờ rằng nó vẫn như lớp than hồng rạc rào sôi sục với tàn tro. Bởi vì có những cái dĩ vãng, chuyện quá khứ của một cái đời người, nó có những cái bí mật, có những cái âm thầm, có những cái gọi là hành trạng mà mình không hiểu được. Mình không phải cảnh của người ta thì mình đâu có hiểu được cái hoàn cảnh người ta như thế nào. Đó là cái bài mà trong ông soạn giả Năm Châu ông soạn cái Tuồng Đời Cổ Lụ á, rồi cái cô con nó nói má ơi, ai đã viết thư nói chuyện bâng khuâng làm cho má đau đớn ở trong lòng. Nó chồng của má, chồng của má. Nó ủa không phải ba con mới là chồng của má sao mà có ông nào chồng của má nữa. Nói con ơi, trước khi má về má ăn ở với ba con, má có một đời chồng. Có đời chồng rồi. Rồi vì hoàn cảnh đó mà phải má phải chấp nối với ba con. Rồi đứa con của má, ba con nói là đi kiếm vú nuôi, nhưng ngờ đâu là vài hôm sau thì ba con nói với má nó đã bị kinh phong mà chết, vân 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 vân. Cái hoàn cảnh nó rất đau thương.
Nhưng mà mình không có hoàn cảnh đó thì mình thấy đời cô lũ nó rất đơn giản. Rồi mình không khéo là mình chấp theo cái kiểu nho học, là mình nói cái bà này sao mà không có chung thủy với chồng, quan niệm là xưa nay là trai không thờ hai chúa, gái trinh không thể hai chồng, trai trung không thờ hai chúa, rồi rồi mình lên án đả phá cô lụ, dân 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 đủ thứ. Cái hoàn cảnh nó như vậy, cuộc đời nó khổ như vậy, con người tới bước đường cùng như vậy, thì không như vậy thì làm sao nó như vậy và nó như vậy. Cho nên cuộc đời này mình muốn cái gì mà mình không bỏ cái gì thì làm sao mình được cái gì? Cái gì mình cũng muốn hết. Muốn theo tư tưởng xưa nay mình cũng muốn, xưa cũng muốn, nay cũng muốn, hiện tại cũng muốn. Rồi khen mình cũng muốn, tâng bốc mình cũng muốn, giàu sang cũng muốn, phú quý cũng muốn, danh vọng cũng muốn, tiền tài cũng muốn, sắc đẹp cũng muốn, ăn mặc cũng muốn, ngộ nghĩa cũng muốn. Mình muốn hết tất cả những cái đó thì thật sự ra là mình phải đa mang kia những đèo bồng, mà vui gì thế sự mà mong nhân tình không? Cho nên trên cuộc đời này tôi nói các vị là muốn cái gì, đạt cái gì thì phải bỏ cái gì, lấy cái gì thì mới được cái gì. Chứ không thể nào cái gì cũng cũng muốn hết là không được. Thành ra các vị muốn học pháp chân thật của đạo Phật thì các vị phải cũng phải chấp nhận vậy thôi. Cho nên những hành động việc làm xưa của tôi thì bây giờ ngay cả đệ tử trong nhà, đệ tử ruột của tôi nó còn chưa hiểu hết tôi mà. Nó còn bị chi phối bởi khen chê phải quấy của trần gian, mà ai khen ông thầy nó mừng, ai chê ông thầy nó nghe nó còn suy nghĩ, nó còn đau khổ, nó còn giận hờn chấp nhất, hà hút cái chuyện bao nhiêu việc thế sự nữa chứ. Thành ra tôi nói các vị ơi, cái cuộc đời này các vị đừng có nhìn một chiều. Vì vậy mà phải giữ cái tâm của mình, dầu bị người ta công kích, dầu bị người ta phỉ báng, dầu bị người ta xúc phạm lên án, mình cũng phải giữ. Dù có bị các cái gọi là chúng học sa môn du tâm, dù có bị các vị phạm chí sa môn hay cả những người trong giới tu hành chê bai, người ấy vẫn ngồi yên bất động. Rồi cái bài này thì cái bài là tuyệt vời nha. Cái bài này là nhằm dạy cho tôi nè. Tôi tự tự mình suy nghĩ vậy. Lời Phật dạy, dạy cho chung chứ không dạy cho cá nhân. Nhưng mà mình khi mình đọc tới kinh Phật mà cái chỗ nào mình thấy tâm đắc được thì mình nghĩ như Đức Phật đang dạy cho mình vậy. Chúng học là kể cả trong cái giới học chúng tu hành. Sa môn là kể cả các vị sa môn. Du tâm là đi ngang cái tâm mình. Đó, dầu cái vị, những cái vị cùng cùng là phạm chí, cùng là sa môn, cùng là trong giới tu hành có chê bai đi nữa đó, thì mình cũng cố gắng mà bất động. Tất lệnh cầu sở tại xứ, nhất xúc mạo tri nhi khứ, là vẫn cái đường của mình đi, vẫn cái đường mình đi. Đường mây rộng thênh thênh cử bộ, nợ tan bồng tan trắng vỗ tay reo. Còn mà mình không khéo là mình lùi liền. Thí dụ tôi đang giảng như vậy, có một người nào đó nói bản thân ông có sạch chưa mà dám 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 chê bai, dám chỉ trích, dám phơi bày bản thân ông là hồi ở Việt Nam như thế này thế kia thế nọ, từng lường gạt, từng cướp giật, từng chửi bới, từng gì đó, từng từng đi biểu tình giáo hội Bến Tre, từng thế này thế kia, là nghe cái câu đó là tự động là coi như không khéo là lùi liền. Bởi vì mình tiến tới thì nó quýnh nữa là sao? Cho nên phải lùi, phải phải sụp hai cái đầu gối xuống liền, giống như mình chặt cái chân mình liền không được. Cho nên đối với đạo Phật á, cái đưa ra cái tư tưởng đại thừa Phật giáo là phải tri và hành. Vì vậy mà đối với Bồ Tát Văn Thù thì phải như hai con mắt, mà đối với Bồ Tát Phổ Hiền thì phải như cái đôi chân. Bởi vì nếu con mắt sáng mà không có đôi chân không đi được, mà có đôi chân mà bị đôi mù cũng không đi được. Vì vậy tên tư tưởng tưởng đại thừa Phật giáo phát triển thì phải một bên Văn Thù, một bên là Phổ Hiền vững mạnh, để rồi mình đạt cái chỗ là gọi là năng nhân tịch mặc, để rồi thành tựu Bồ Đề, tạo cái cõi đời ngũ trược ác thế này. Cho nên chúng ta phải phải biết điều đó, đừng nghĩ rằng người đi tu là chỉ một một lòng, không có sự đả phá, không có sự công kích, không có sự chê bai.
Đừng sợ cái đó, người tu đừng sợ cái đó, mà hãy đi đúng con đường của mình đi, con đường mình đã chọn đi. Đi đúng với lý tưởng của mình đi. Mà lý tưởng của Đạo Phật là giải thoát giác ngộ. Lý tưởng của Đạo Phật là truyền đăng tục diệm, là tiếp dẫn hậu lai, là báo Phật ân đức. Nói dòng thánh chủng, trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Dù là ngày nay mình chưa có giải thoát giác ngộ được hoàn toàn, nhưng mà mình phải chọn đúng cái lý tưởng của mình đi, đi đúng con đường của mình đã chọn đi. Cho nên tất lệnh cầu sở tại xứ là tất cả những cái ấy đều không làm cho mình bỏ cái nơi mà mình đang cư trú. Trời ơi, nó tuyệt vời quá các vị. Bây giờ huynh đệ còn mười mấy phút nữa, ráng học hai bài kệ còn lại. Diệt bất tật, diệt vô tham. Tuy tại cao tôn bất lạc, bất lạc trung hạ bất lạc. Tùng pháp sinh phi bất tùng pháp sinh phi pháp xả. Diệt tất diệt bất tật, diệt vô tham. Là mình cũng không có cái tâm tật đố, cũng không có cái sang tham. Dù được thế gian tôn kính, người ấy cũng không bị vướng mắc. Người ấy không tự tôn, không tự ti, không đòi bằng người. Cái gì đúng pháp thì làm, phi pháp thì bỏ. Người tu là phải vậy. Diệt bất tật là không có tật đố, không có ganh ghét. Người kia được trọng vọng quý kính, mình cũng không ganh ghét người kia. Cho nên tôi nói các vị là thật lòng, tôi nói chân thành. Khi tôi giảng, tôi có phơi bày, tôi có chỉ trích, tôi có công kích, thậm chí tôi có chê bai. Nhưng mà tôi chê bai đó là tôi chê bai cái cách nói sai, hành xử sai, để đưa cái tín đồ đi vào cái con đường quan đường quyển vạc, thì tôi chê bai, tôi chỉ trích có. Tôi chấp nhận tôi có cái tội đó. Nhưng mà tôi không có cái tâm ý là tôi đi ganh tị với ai khi người ta được nhiều người trọng tôn kính tôn trọng. Tôi không có ý đó. Dầu tôi đen đúa xấu xí hình tướng, nhưng mà trong tư tưởng của tôi nó luôn luôn vui vẻ khi thấy người ta làm được việc lợi ích cho trần đời. Chứ không có đi ganh tị với người ta khi mình không được mình ganh tị. Tôi hoàn toàn, tôi nói thật các vị, tôi tự kiểm tra tôi và tôi có thấy tôi được điều đó. Kiểu như mà thấy quý thầy mà được người ta tôn kính là tôi mừng lắm chứ. Mình đi ganh tị mình được cái gì? Đã chẳng những mình không được cái gì mà mình thêm cái tâm nhỏ nhen, ích kỷ, tâm cuồng si chứ được cái gì. Nhưng mà mình nói sở dĩ, mình nói là tại vì cái người ta nói sai, nói công quẹo, nói tà pháp mà nhiều người nó cộng nghiệp với nhau, nó nghe rồi nó tư tưởng tầm bậy tầm bạ, tôi mới rầy, tôi mới nói thôi. Chứ còn không có nói kiểu ganh tị. Đó là tôi nói chân thành, ai hiểu tôi thì hiểu, hiểu thì có sự thương quý, tôi cảm ơn. Chứ còn mà không hiểu tôi cũng là tôi thôi. Cho nên như vậy mà diệt bất tật là vậy. Mình không có tật đố, không ganh ghét, không thấy người kia được trọng vọng quý kính mà mình đi ganh ghét người ta. Đừng có như vậy, không có. Diệt vô tham là không có sang tham. Tuy tại cao tôn bất lạc, dù có được tôn kính và cúng dường, mình cũng không bị vướng mắc, không bị hư hỏng và sự tôn kính và cúng dường của thế gian. Mình đừng có được sự tôn kính cúng dường rồi mình vướng mắc cái đó đi. Mình thấy là mình ngon đi. Cho nên ngày nay cái sai lầm của một số anh em huynh đệ trẻ ngày nay là thấy người ta cúng dường, người ta tôn kính là mình bị vướng mắc cái đó. Mình quên đi cái lý tưởng của mình. Quên đi cái mục đích của mình làm cái gì. Nói ngày nay thật ra đó là đệ tử tầm sư dị mà sư tầm đệ tử nan. Học trò nó đi tìm thầy để nó cầu đạo, học đạo, xuất gia, quy y rồi thì nó dễ. Chứ mà thầy mà tìm ra được cái người đệ tử mà đúng ý nguyện của mình nó khó. Thầy là đúng là thầy đó nha. Đúng là ông thầy là truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai. Chứ còn thầy chùa thì thầy thì người ta nhiều lỗi thầy lắm.
thầy chính trị, thầy về chính trị, thầy về kinh tế, thầy thầy về tín ngưỡng, thầy thầy chứng tế, thầy luyện bùa, thầy luyện chú, thầy gì, có như ngày nay nhiều thầy. Tôi thấy có nhiều người chưa cạo đầu mặc áo mà vẫn có người kêu thầy, những vậy. Nhiều loại thầy. Thầy đời, thầy đạo, thầy chùa, thầy tu, nhiều loại thầy. Nhưng mà ông thầy thật sự để mà vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ để đi kiếm được đứa đệ tử mà vì lý tưởng giải thoát giác ngộ cùng ý là khó lắm, nên gọi là sưu tầm đệ tử này. Cho nên trong kinh Di giáo Đức Phật nói hay mà bây giờ tôi cuộc đời tôi trải nghiệm rồi tôi mới thấy là lời Phật nói là mình suy nghĩ hoài mà không hết ý. Hiểu được ý này thì bắt đầu nó mình mới thông được ý khác. Là đừng có để ra đồ chúng nó đeo. Giống như cái cây khô mà chim chóc nó đeo nhiều thì cây sẽ gãy. Nay mà ông thầy mà hy vọng trông chờ đứa đệ tử để tiếp nối sự nghiệp truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức như mình khó lắm. Nó kế thừa chùa chiền, nó kế thừa chức vị, nó kế thừa tài sản, nó kế thừa danh vọng thì nó dễ, chứ mà kế thừa sự nghiệp giải thoát giác ngộ thì ngày nay ông thầy tìm đứa đệ tử như vậy không ra đâu. Đây là tôi nói thẳng nói thật các vị như vậy. Ông thầy tu mà để lại cho nó tài sản cho nhiều, để lại cho nó chùa chiền, để lại cho nó danh vọng bạc tiền thì nó phái, chứ còn mà nó thích, chứ còn để lại cho nó cái kho tàng giáo pháp, để lại cho nó cái sự hành trì tu tập nhắc nhở, hoặc giả là công đức tu hành nhắc nhở, nó không chịu đâu. Mà như vậy thì các vị nghĩ xã hội như vậy, cuộc đời như vậy thì cái loại thuộc loại ngu si hay là thuộc loại trí tuệ? Trong khi hồi thời Đức Phật không hề để lại cho đệ tử cái chùa chiền danh vọng gì hết trơn, mà Phật để lại cho người đệ tử là tri kiến Phật, là ngộ nhập tri kiến Phật, là cái gia tài, cái gia sản pháp bảo của Đức Phật để lại cho trần đời này, đó là tín văn giới tam quý xã gì đó, là gọi là thất thánh tài. Cái giới văn tam quý niệm định xã gì đó, cái gì mình nói cũng được, miễn bảy thứ gọi là bảy thứ gia bảo của bậc thánh. Thì ngày nay đệ tử Phật có chấp nhận cái bảy thứ gia bảo đó không, hay là vẫn khư khư rằng là mong mỏi rằng có kim ngân lưu ly pha lê sa cừ mã não trân châu hổ phách? Bây giờ mà nói kim ngân lưu ly pha lê sa cừ mã não trân châu hổ phách là đệ tử Phật nó mừng lắm, nó cung nghinh, nó cung đón rần rần. Chứ mà nói về gia tài của bậc thánh là giới văn tính tầm quý niệm định xả gì đó, là nó nghe nó trớt trớt thôi à, nó nghe nó trớt trớt chứ nó không hề cần cái gia tài đó. Mà trong khi gia tài của Phật là trí tuệ, gia tài của Phật là trí tuệ, trí tuệ là sự nghiệp, duy tuệ là sự nghiệp, nhưng mà nó không cần. Thành ra ngày nay các thầy trẻ đừng có ham có đệ tử đông. Đệ tử ngày nay nó vô nó cạo đầu để nó cần là nó cần cái tiền tài, nó cần cái danh vọng, nó cần cái hơi hám, nó cần cái địa vị, nó cần cái chùa chiền, chứ nó không phải nó cần cần sự tu hành đâu. Bởi vậy mới gọi là thời mạt pháp. À, bởi vì tôi nói cái tôi hơi buồn là vậy đó. Nhiều khi nó buồn lắm các vị. Buồn thui thủi nhưng mà nỗi buồn biết tỏ cùng ai. Thiếp trong cánh cửa chàng ngoài chân mây, trong nỗi này thiếp đành phận thiếp, mà ngoài chân mây há kiếp chàng sao. Những mong cá nước sung dày, nào ngờ đôi ngã nước mây cách vời. Tìm ra cái điều đó đâu có. Đó là sự thật. Thôi mình qua cái bài kệ cuối cùng nữa, là coi như hết cái bài kinh kinh Thành Tựu Vị Mâu Ni. Bài thứ 14, bài cuối cùng: thị tất không diệt vô hữu, tùng bất đắc diệt bất cầu, mạt dục thế tà lạc nhân, ý dĩ chỉ tiện đáo tận. Cái cuối cùng của cái người để thành tựu một vị giải thoát, một vị giác ngộ, một vị mâu ni á,
là phải thấy được cái tính không của vạn pháp. Mà nếu thấy được cái tính không của vạn pháp thì đạt tới cái chỗ vô cầu, vô đắc. Cho nên cái bài kinh Bát Nhã là bài kinh quyết định. Quyết định để một vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát để mà vượt, leo lên cái bờ giải thoát. Gọi là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Là một trí tuệ lớn. Mà cái trí tuệ lớn này đã vượt qua cái chỗ vô cầu, vô đắc. Khi tới đây rồi thì giống như là cái bài kệ mà nó là Phật Pháp tổng bất dục học. Dục học vô cầu vô trước. Vô cầu tức tâm bất sanh, vô trước tức tâm bất diệt. Bất sanh bất diệt tổng tức thị Phật. Mình học Phật Pháp, thật ra Phật Pháp cũng không cần mình học đâu. Nhưng mà mình làm sao học để chi vậy? Để đạt tới cái chỗ vô cầu vô trước. Mà nếu vô cầu thì tức tâm bất sanh, mà vô trước tức tâm bất diệt. Mà bất sanh bất diệt thì là Phật, tổng tức thị Phật. Vậy mà cái bài kệ tấm Phật là cái bài tuyệt vời đó. Ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cáo đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Sở dĩ bữa nay mà con múc nước này, con xối con tắm gội chư Như Lai, đây là con tắm gội chư Như Lai tâm của con. Vì Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Tâm con và tâm chúng sanh, tâm con, tâm Phật, tâm tiêu như nhau. Nhưng mà vì sở dĩ con hôm nay con còn phải tắm, con phải kỳ, con phải cọ, con phải xối, con phải rửa, là vì tâm con nó còn vướng cái bụi bẩn. Vì vậy mà ngã kim quán mộc chư Như Lai là vậy đó, chứ còn đâu có phải mà mình là cái gì mà đi cúng ông Phật mà Thích Ca Mâu Ni được. Cho nên từ cái hình tướng đó để nhắc nhở cái nội dung, để con nay tắm gọi lại chư Như Lai chính con. Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cáo, năm trược chúng sanh con nguyện xa rời, để rồi con trở về gọi là đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Cho nên tỳ gia thành lý bất tằng sanh ta la, thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Bởi vì xưa nay con không hiểu điều đó, cho nên con cứ nghĩ rằng nơi ca tỳ la vệ là nơi Như Lai sanh, nơi ta la thọ giang rừng câu thi na là nơi Như Lai diệt. Nhưng mà bây giờ con hiểu rồi, không phải nơi ca tỳ la vệ mới là nơi chỗ Như Lai sanh đâu, không phải nơi rừng ta la kia mới chỗ Như Lai diệt đâu. Vậy thì hiểu điều đó rồi đừng có mong cầu, đừng có nghĩ rằng qua tới xứ Ấn Độ mới gặp Phật. Phật là pháp giới tàn thân. Phật là một cái thể tỉnh thức phấn lặng. Phật là một bậc giác ngộ, tỉnh thức hiểu biết hoàn toàn. Cho nên phải người tu hành là phải thị tất không, diệt vô hữu, là phải thấy cho được cái tánh không. Mà thấy được tánh không thì không có cái chỗ để vô mong cầu chỗ sở đạt. Nó tuyệt vời quá các vị trời, tôi giảng mấy cái này rồi tôi nói tôi chết liền tôi cũng vui, thưa các vị. Chết liền tôi cũng bằng lòng. Tôi cũng mãn nguyện. Cho nên tùng bất đắc diệt vô cầu. Tùng bất đắc diệt vô cầu là phải không có chấp bằng lòng cái mình đã được. Không nắm bắt cái mình được, mà cũng không nên tìm cầu nó làm gì. Được cái gì? Cho nên vì vậy mà thiền sư Quyền Giác ông nói câu hay là thủ bất đắc xả bất đắc. Thủ bất đắc xả bất đắc. Thì là người tu hành là phải đạt tới cái chỗ là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn. Cho nên tùng bất đắc diệt bất cầu là không nắm bắt cái được, mà cũng không mong cầu bị được cái gì. Tại vì thị tất không mà. Thị tất không là mình phải hiểu cho được tất cả nó đều là không. Không thực thể, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu, không tác giả. Cho nên diệt vô hữu mà cũng không thật sự có. Mình tưởng là có nhưng mà kỳ thực là không. Chữ không ở đây là không có nghĩa là sự trống rỗng, không có gì chắc thật. Thân và tâm của mình cũng vậy.
chặt một cây chuối, mình bóc ra cái lớp vỏ để tìm cái lỗi bên trong, nhưng bóc hết lớp này tới lớp khác cũng không có cái gì cả. Cũng như bây giờ cái củ hành, mình lấy củ hành thôi, mình nói bây giờ bên Mỹ này đi kiếm cây chuối nó khó, cho nên mình nói củ hành thôi. Củ hành nó bán đầy ngoài chợ đó, mình lột 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 riết tới bên trong, lột riết không còn cái gì để lột. Cho nên thật sự tôi không biết là thời Phật có củ hành không biết, cho nên thời Phật chỉ nói cây chuối thôi. Nhưng bây giờ nó ngược lại, ở Mỹ này đi tìm cây chuối khó tìm, cho nên tôi xin lấy cái ví dụ là củ hành. Bóc ra hết lớp rồi tới lớp nữa, mình tưởng là bên trong có một cái lỗi, nhưng rốt cuộc cũng không có cái gì hết. Không là không có cái gì chắc thật ở bên trong. Nói như vậy không có nghĩa là cây chuối của hành không có đó. Cây chuối có đó, nó làm ra quả chuối. Của hành có đó, mình có thể sử dụng. Mình không thể nói là không có cây chuối, không có của hành. Nhưng nó có, nhưng nó rỗng. Mình phải quán chiếu để thấy tất cả các pháp đều là trống rỗng, bên ngoài như chắc thật nhưng kỳ thật là không có cái gì thật ở bên trong. Mạt dục thế tà lạc nhân là người mà không còn những ham muốn của thế nhân nữa, ham muốn những cái chuyện của thế nhân. Thế tà lạc có nghĩa là những cái ham muốn sai lầm của cuộc đời đem lại khổ đau và vướng mắc. Tà lạc là ngược lại với chân lạc, chánh lạc. Ý dĩ chỉ là tâm ý đã hoàn toàn dừng lại, cho nên ý dĩ chỉ tiện đáo tận là tâm ý mình đã hoàn toàn dừng lại, thì lúc đó mình đạt tới chỗ cứu cánh. Tận là cứu cánh, được dịch từ chữ niết bàn, sự an tĩnh tuyệt đối. Đã coi như vậy là 14 bài kệ mà tôi đã giảng 4 kỳ cho chư huynh đệ, để nhắc lên cái điều để thành tựu một cái vị mâu ni. Thì đây là tôi rất cảm ơn các vị đã lắng nghe, nhờ các vị để rồi tôi có cơ hội trình bày nhắc nhở lại chính mình. Tôi xin một lời cảm ơn các vị, và bữa nay coi như là chánh ngày Phật đản chứ gì, ngày trăng tròn tháng tư hay là trăng tròn tháng Vê Sắc là tháng năm cũng vậy thôi. Tháng tư hay tháng năm thì cũng là cái ngày để kỷ niệm theo cái truyền thống lịch sử. Chánh thống chánh thức là ngày đản sanh của Đức Tất Đạt Đa, mà là một con người của lịch sử của nhân loại tu hành thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì mình, tại vì mình còn lấy cái mốc thời gian đó để mình gọi là tri ân vậy. Nhưng chứ tôi nói hồi nãy là Ca Tỳ La Vệ không phải chỗ đó mới gọi là Như Lai sanh, rừng Ta La Câu Thi Na không phải chỗ đó gọi là Như Lai diệt, mà không sanh không diệt mới gọi là Cù Đàm, mới gọi là Như Lai. Mà tại vì xưa nay gọi là nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết, con mắt mình nó bị nhậm rồi mà mình còn ngửa lên để mình nhìn thì bụi nó rơi vào nó làm cho mù mờ thêm. Vì vậy mà cần cái chúng ta là ngày mỗi ngày cần phát huy cái trí tuệ chân thật, cần tìm hiểu chân thật để đạt tới chỗ tịch tỉnh an vui giải thoát giác ngộ. Trưa nay tôi lại rời nơi trú xứ để đi dự cái khóa an cư tại nơi tiểu bang Châu Trà, thành phố Atlanta. Vì vậy mà nếu có cái duyên bữa nào mà tôi được thuận tiện thì tôi chia sẻ với Phật tử. Không biết ban tổ chức bản sắp xếp cho tôi giảng ngày nào, thì bởi vì ngày mai thì mới họp chúng mới biết. Thành ra tôi không có thông báo trước các vị được, bởi vì vô an cư thì mới có cái lịch. Còn về giảng vào cái buổi sáng thứ ba năm bảy thì xin tạm ngưng cho tới ngày 8 Tây, là tối thứ sáu tôi mới trở về trú xứ. Thì có thể là sáng ngày 9 Tây là ngày thứ bảy tôi mới giảng trên mạng tiếp, thì xin quý vị hoan hỷ. Nhưng mà vì không thể nói trước được cái buổi nào tôi được rảnh tôi nói chuyện với các vị, nên các vị cũng hoan hỷ, cũng nếu mà không có nghe tôi giảng trực tiếp được thì cứ các cái bài cũ nó vô số mà, cứ có duyên thì cứ nghe đi nghe lại vậy thôi. Kính kính một lần nữa cảm ơn các vị và chúc các vị
luôn luôn an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.